khi tập mới nhất được lên sóng, mạng xã hội liên tục râm ran đồn thổi về kết quả hồi sinh và loại trừ. Theo đó, dân mạng cho rằng Huyền Baby sẽ bị loại ở đêm thi quyết định dù trước đó liên tục gây sốt vì nhan sắc đỉnh cao. Thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho biết, ở vòng công diễn năm, ngoài việc mỗi đội gồm 7 chị đẹp trình diễn một bài chung, các chị đẹp trong từng đội còn thi đấu trực tiếp với nhau. Ban tổ chức đưa ra 6 ca khúc và một phần thi vũ đạo, các đội tự chọn chị đẹp ra thi đấu với những đội còn lại. Đại diện của đội Thu Phương có Huyền Baby được cho là sẽ thi đấu cùng Quỳnh Nga trong nhóm các chị đẹp được hồi sinh. Kết quả cuối cùng, Huyền Baby nhận được số phiếu bình chọn ít hơn Quỳnh Nga nên đã ngậm ngùi chia tay chương trình. Tin đồn chị đẹp Huyền Baby chia tay chương trình sau công diễn năm khiến nhiều khán giả ngạc nhiên bởi Huyền Baby là thí sinh nổi trội, có phong độ ổn định, hoàn toàn phù hợp với tiêu chí của chương trình. Khán giả kỳ vọng Huyền Baby sẽ được thành đoàn cùng Lan Ngọc, Trang Pháp, Diệp Lâm Anh, Uyên Linh, Thu Phương, Mỹ Linh trong vòng thi cuối cùng. Dẫu vậy, với tin đồn bị loại trước chung kết đang được chia sẻ, có vẻ như con đường để trở thành đoàn của Huyền Baby khó có thể thành sự thật. Từng nổi lên trong bộ ba với Emily và Hạnh Sino, hot girl 8X Huyền Baby là một trong những mỹ nữ đời đầu tại Hà Nội, nổi tiếng khi đảm nhiệm các vị trí như mẫu ảnh, đóng phim, ca sĩ. Trở lại chị đẹp đạp gió dậy sóng cùng 29 chị đẹp nổi tiếng khác sau 10 năm lui về sau showbiz, Huyền Baby được đánh giá là một trong những nhân vật gây sốt cho chương trình. Huyền Baby còn gây bất ngờ cho các fan khi khoe giọng hát ổn định sau nhiều năm không đi hát, cùng vũ đạo mềm mại, chắc chắn và thần thái tự tin cuốn hút. Huyền Baby luôn là một trong những gương mặt được săn đón nhất để xem fan cam trình diễn và tập dượt trước chương trình. Chị đẹp chứng tỏ vị trí main visual phải là của cô khi video tập hát lớn rồi còn khóc nhè bỗng trở nên viral vì nhan sắc không góp chết. Nhưng khi cầm mic lên, giọng hát của cô còn vang và sáng hơn cả giọng ca chính của ca khúc. Trong công diễn 4 vừa qua, Huyền Baby cùng các chị đẹp Lan Ngọc, Thu Phương, Diệu Nhi và Trang Pháp đã đồng hành cùng nhau qua sân khấu Hoa Nở Không Màu Mashup Bông Hoa Đẹp Nhất và sân khấu Em Xinh với sự góp mặt của khách mời, nam ca sĩ trẻ tài năng Mono. Quả thực, các khán giả chứng kiến công diễn 4 đều cho rằng Huyền Baby là một cây phát sáng của nhóm 5 chị đẹp khi xuất hiện với hình tượng nữ thần. Phần trình diễn nào cũng nổi bật và hút mắt, cô không chỉ thể hiện visual đốn tim người xem mà còn cho thấy rằng mình là một đối thủ đáng gờm cho vị trí nhóm nhạc debut của chị đẹp. Với kỹ năng hát, nhảy, trình diễn mượt mà, không chỉ thể hiện tài năng cực kỳ xịn sò mà Huyền Baby còn khiến khán giả phải nhớ đến nhờ danh xưng phú bà đời thực. Cụ thể, ở tập phát sóng mới đây, khi đội Thu Phương, Lan Ngọc, Diệu Nhi, Trang Pháp, Huyền Baby dùng hết số tiền được tài trợ cho tiết mục của mình nhưng vẫn không đủ chi phí. Ngay lúc đó, Diệu Nhi đã gửi gắm ánh mắt gọi vốn sang Huyền Baby. Nhóm mình có những cái over về tiền đó chị, cơ sở bên chị. Ngay lúc này, Huyền Baby bật cười, lại nhà tài trợ à. Để tăng phần thuyết phục, Trang Pháp và Diệu Nhi gợi ý các phương án trả quyền lợi cho nhà tài trợ trong tiết mục, nhưng không cần để mọi người trình bày xong, Huyền Baby chốt luôn, ok, em sẽ tài trợ điều này. Với sự tài trợ của Sắc Huyền Baby, nhóm các chị đẹp đã có clip intro cho tiết mục Em Xinh Đẹp Điên Đảo.